much later. Ok, rất tiếc là lúc nãy là mình chơi nhưng mà chả hiểu cái máy mình làm sao ấy, nó lại không ghi hình, thế là lại phải chơi lại từ đầu, quay lại tí đến đoạn này. Yeah. Ok, mình cứ chơi tiếp vậy. Khó chịu thế, chơi lại máy với cả mong. Rồi một đoạn rõ xa luôn, rồi lại chơi. Ok, tiếp tục thôi chứ. Đấy, lại đống cất chim. Và là nó ỉa nhiều thế nhỉ, chim chắc quả tiếc. Lúc mình chơi lại thì kia mình dùng ít đạn nên ra lại bây giờ lại có vẻ nhiều hơn một số quả ấy. Chỗ này có vẻ hơi tốn pin, kệ bố đi. Ủa cái gió bão nổi lên là phải dọn hết đường tẩn nhau bạn nói. Đập. Lại mấy cái bọn này, nó biết là mình ghét nó ra đó. Nó biết là mình ghét cái bọn này. Ui, ui, chó này. Lúc nào có con thò chó luồn sau lưng cắn mình. Ghét thế. Chết rồi. Thằng chó lại chạy đến này. Tật. Rồi sợ hết pin. Không sợ hết đạn, sợ hết pin. Đạn lục rồi nhiều quá. Mắc đạn lục. Ok. Ui, chả hiểu cái hôm nay ngày gì đen thế cái chứ lại. Phát điện. Chết mày đi. Ui rồi, chém mình. Đấy, nhưng mình lại vẫn dùng, không ai dùng nữa, vẫn còn đống. Ui, ta chết hai thằng. Ui rồi. Đấy, thằng này nó chưa ngon rồi. Thằng nào không ra nốt đây nè. Đĩ. Đấy, cái tờ nãy mình đặt rồi. Ghét thế có chưa lại. Này nãy mình nhặt được mấy tờ luôn này. Và để chút nữa mình nhặt xong thì mình cho các bạn xem luôn. Ok, mình sẽ đi lại cái đoạn là mình nhặt được cái tờ giấy để nếu bạn nào muốn chơi ấy, thì có thể xem cái video của mình để nhặt thôi. Ra thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng mà mình chơi thì mình cứ nhặt để cho biết đầy đủ nội dung thôi nhá. Hay thôi. Mình bật cho xem này. Không hiểu là lúc nãy nó xem cái từ nào này. Này là lúc đầu thôi này. In the end, Barry wasn't going to shoot Sarah. They both knew that. Once she had no chance of catching up to Wake, Barry gave up the gun and sat down on the floor, shielding his face from the merciless glare of the well-lit room. I don't think I'm ever going to see him again, he said in a weak voice. Sarah didn't have it in her to be mad at him. Besides, he was probably right. Okay, Sarah and Barry. Công nhận là anh Alan Wake này anh viết rõ ghê. Cả có một tuần để viết rồi. Was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts. The earth groaned. It didn't even notice. Đấy. Cũng có thể là cái hồ mà Coron Lake ấy, thì là kiểu như là kiểu cái hố sâu hút mọi thứ, kiểu mà mấy cái tập đầu mình thấy có cái máy bay tự nhiên nó rơi trong cái công viên quốc gia, kiểu máy bay cổ ấy, từ trong cái lòng hồ ra kiểu lốc lốc rồi nhả mấy cái thứ khác. Shotgun. Flare mình rất là nhiều rồi. Bây giờ đi thêm lấy thêm đồ này, nhiều lắm. Ui. Ui, hạt. Ngay. Ui, cả luôn hai cả. Biết là flare. Bấm nhầm, rút mẹ hai cả. Ui, con hàng này. Ui. Càng quá nấp ngay đây. Đấy là mình chơi đến đoạn này rồi. Chung là có nhiều đoạn rất căng à. Toàn nấp bọn này. Anh hùng lúp này. Ui cho mẹ có bình ga này. Không phải tiện là con ra đây không? Từ từ. Ui. Ui. Anh hùng lút này. Đấy, mẹ vào sâu đây. Ui. Ui. Chết mẹ này. Đây là có thợ súng săn này. 9 viên. Đợi súng săn đi. Pin con đó, thương hiệu pin cùi nhất là trong các loại trò chơi. Đốt thôi rồi. Lại hai cái này. Nhiều đồ. Flash mạnh 10 quả. Mình nhớ mình lúc nãy mình chơi lần đầu mà mình cũng bị quên cái hình, cũng nhiều đồ lắm. Phải lại ui phải lại nhìn vào máy tính đấy, không biết từ năm bao nhiêu mà trông cùi vãi nhái rồi. Bật à, này nó mở cửa mình. Chết buồn đó nhiều. Mấy cái thằng mà cỡ bình thường mà không có gì đặc biệt ấy thì nó lại đứng ra mấy cái chỗ rất là khó chịu nhá. Hàng. Úi giời, lại là cái lái xe của trò này rất là khó chịu. Cái sâu này rất là mệt nhé, chơi rất là căng. À đây lại có tiếp, nãy mình nhầm rồi. Ui, lại thêm đầu. Không biết là nãy là cái tờ nào. Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Kiểu ông ấy phát hiện ra là cái bà mà quay lại đấy lại không phải vợ ông rồi, nên là chung là tương đối muộn này, nên là bác buồn quá ra bác nhảy bố ông xong, nhưng vẫn mặc với đồ thợ lặn rồi nhá đấy. Không biết là ông ấy có chết không hay là bị kẹt trong cái chỗ trong cái hồ đấy. Yeah. Ui. Đấy, bắt mình xuống. Ui ôi nhầm, vậy mẹ Trần. Hàng đấy ngay, có hàng đấy. Ui, phúc. Đây nó đưa cái xe. Ui, ui rồi. Tại hôm nay con hàng. Vào đây đi. Ui à, ngu quá. Ui. Ôi chết. Mà chuẩn bị mấy bán hàng ra đón tiếp mình. Khổ quá, mình cũng muốn gọi là khách sáo thế, khách vào đón tiếp trọng thể này. Hàng này. Ơ, không con hàng này. Nãy mình chơi có thêm mấy con hàng nữa. Chứ là chết đâu. Rồi. Bỏ đi tiếp đi. Có chịu quá nhỉ. Đi một đoạn tương đối xa phát hiện là chưa ghi hình là em về chơi lại từ đầu luôn, từ đầu episode đen. Ủa à, đây mình lần trước mình chơi nông trại này. Ok, kiểm tra liên tục. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Làm cái gì không? Follow à? Cái cửa không nên mở được ra. À, không mở được thật. Lại tiếng thở này. Ông thợ lặn này. Ô mắc mẹ đạn rồi. Được rồi. Lại đêm đạn tiếp. Shotgun này. Ô, à lấy đi. Bật đèn em nè. Ui giời, chỗ này. Kiểu kiểu cái mỏ bỏ hoang. Ui giời, hàng họ. Đèn đang sáng trưng. Đây là gì? I will never give her to you. Đùa, toàn bên đấy. Đến. Chết mẹ. Trời mẹ lục. Nào đã vào đây nó đây. Ui. Đây. Ui. Thằng cưa. Vào đây. Con nó kẹt vào cái gì nữa. Vào đây. Vào đây. Chết. Có đạn rồi, hãy nhớ. Ui, có tiếng gì đấy. Hết cơ hội. Tưởng rằng là chạy theo lưng mình. Kinh quá. Căng. Lại đạn tiếp. Cho mình 3 súng luôn. Đây mẹ shotgun dài bắn nó sướng. Ô, đạn riêng à? Rất ít nhỉ? Hunting rifle. Ôi, về máy viện này. Lang thang. Chắc chả có gì nữa. Té đấy, kinh. Lóc. Ui ơi. Chiếu đèn này. Chết bà đấy. Overheat rồi. Chết mẹ. Ui, flan nhiều thế. 15 quả. Chết mẹ nó. Ui. Lại đấy rồi, cưa kiếp rồi. Cưa củng rồi. Cái này. Nhưng mình phải chạy ra ngược chỗ đằng trước nhỉ. Đánh nhau rồi còn sướng. Ở đây. Con mẹ đang đốt cái chút trà đấy. Đùa. Mẹ cha. Ê, chị ạ. kêu mẹ. Ô, có tới không đấy? Đợt hết cả mình còn đĩa. Trời, chết nốt rồi. Ô. Ui, tưởng chưa chết. Đợt hết cả mình. Đĩa. Cái này có hàng. Còn cửa rất là kinh. Máu nó không nhiều đây mà cái vỏ bọc của nó khỏe. Đây. Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui chết, từ xem là nó cái gì đi. Vẫn thời gian đọc. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me, the words and ideas floating in the air, poised to become real. Okay. Miêu tả kỹ hơn về chỗ khu bóng tối kính. Cái nhạc nó nổi lên nhỉ. Ô, hết nhạc này. Đằng này có đồ rồi. Khu mỏ ấy nhỉ. Sao cái đường ra cái hồ ấy lắm cái đường. Ui. Từ xem đang nào đâu này. Ui, phải nhớ dùng hai cái này nhiều quá. Flaregun 7 quả. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Ui ôi. Qua cái chỗ gì đây? Kiểu giàn giáo ấy. Ui lại. Nhiều vãi nhá. Ui ôi, 10 quả rồi. Ui mắc bố đã. Tí mình nhớ bắn với này. Không có chết chả mang theo rồi. Từ nha. Nhà phanh này. Được trà đạn. Mình chơi này đi. Lục. Rồi lấy mẹ này. À lục đi. Ui. Chim chóc này. Chạy chạy. Vọt vọt vọt. Ui. Rất bố luôn. Nhanh nhanh nhanh. Mới trèo lên với gì. Mỏ miếng này này. Mình nghĩ để thôi rồi mình xuống mình check mấy cái này đã. Để đừng đi tiếp. Đây này có cầu thang đi lên đây luôn này. Chỗ nhớ rồi. Ok. Đi xuống đây là như nào nhỉ? Thôi xuống thôi. À, chỗ này là đại. Từ 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 Càng quá, từ bình tĩnh. Đấy, có hàng, cẩn thận. Ui, chỗ này nhiều đạn quá nha. Ui, 24 viên. Ui, úi rồi, kho đạn ra người. Bên này có Phật gan nào bây giờ nhỉ? Phật gan 2 viên à? Đạn quá nhiều rồi.